Sau chiến năm Lê Cờ Tàn, quân nắm Pì Léo Cai, Thành Hòa Bình lấy tích cực triển khai cho non sòng các giải pháp dòng lại hệt các công tác dân số, có phần mẻ quáng hiệp khó kia dù xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từng khắn, nhục nhò nẹp chi nẹp hành, bạn ngầm hớ mừng cái dân. Sự bay chương trình mưa ní sau mì phong xứ, mì ghi nhấn mưa nối dung ní, sau mời Cờ Tàn bà khăn vòng lòng. Xác định nhỏ xương chất lượng dân số, C1 cuồng nằm nhiệm vụ quan trọng của mẹ quáng hiệp khóng kiên dù. Nên bà huyến nhầm xúc mừng mùn, có hề lập phành huy đống khảo làn khắc cuộc, kẻ mất hệ thống chính trí, suy tiêu công tác chiến ba hệ ọng điều kiến, bánh triển khai hiện ba mì hiệu quả, nằm mục tiêu, nhiệm vụ cuồng công tác dân số nhỏ bộ mế vi nóng dân tộc ngoại cần, cọp thòng nhỏ xung nhận thức, chất lượng dân số tỉnh địa bàn. Trong cái thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Ban chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Mường Mùn có hệ quân tài khứ nằm kế hoạch, hiện bài liên quan hoạt công tác nhỏ xung chất lượng dân số về dòng bà, chăm lắm sức gắn hớ cẩn dung tuổi, khám sàng lọc tan lượt bẩm sinh, cận lâm sàng, đặc biệt của thời gian Lào Cai sẽ Trung tâm Y tế huyện Mường Mùn có phối hợp năm lo chi cục dân số kẻ thành, phối hợp hệ khứ nằm mứ tập huấn, triển khai khám sàng lọc, tan lượt bẩm sinh hớ trạm y tế xã, mà lo ní có bên nằm dòng hết sức là cần thiết, gửi hết lách khả dòng mong làm hoạt dù cập tình, thừa hướng dự án số chết. Càng án xế dân số kèn một hào có cả mứ càng có lách sàng lọc và lần nhỏ sung lấy chân lượng dân số. Trạm y tế xã Tầm Đấu, bên đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Mùn. Hiện ní xê trạm mì xì cán bộ, quân nắn mì một cán bộ chuyên trách dân số. Trạm mì nhiệm vụ triển khai hệt bay công tác chuyên môn ba mở khám ra bệnh, triển khai hệt khứ, hệt bay nằm chương trình mục tiêu y tế, dân số. Xa tổng đấu mì học bán khuồng, tành sóc bắn cao hoái hậu dịp chết nhân khẩu. Nằm hơn dân phân bố tành địa bàn quáng, nạp chi nập hành kẻ bố mế pin nóng chủ yếu, in kháo hệt tông hệt nà, hệt bòn hệt hay, nên ba nhàng chuộp lại ăn bàn giòn khô khào. Bài hệt ở khảo làn biển biến cuồng hồi chưa bản ngầm, lo hành phi kẻ cần dân, cuồng việc hệt bay chính sạch dân số, kế hoạch hóa xã hườn. Cuồng nằm Pi Lào Cai, trám y tế xã Tầng Đấu, có hề phối hợp lo nằm đoàn thế quân xã, xuôi tiêu truyền thông, hệt bay nằm chính sạch dân số, cai bay nằm giống hệt bên dòng bà, truyền thông giáo dục sức khắn, ba mưa làm dành ao sức khắn sinh sản. Hiện hai ao nằm phung mìa cuồng đồ túi sinh lục, áp dụng nằm biện pháp, bánh mì lục lo bảo phân biệt giới tính. Nhờ nắn nên bà, công tác dân số kế hoạch hóa ra hườn kẻ xà, có hề áp má lái nằm kết quả. Nằm phút mía cuộc đột tuổi sinh lục áp dụng nằm biện pháp bánh mì lục, tành cáo xì phần hoái. Tỷ lệ cần nhìn, phanh màn, bay khám định kỳ xe lái cáo xì phá phần hoái. Mất nọ số cần nói hành sinh cuồng hậu bươn cầu pi song bàn xáo xam, xe xịp hậu nói, giảm so huâm nằm pi quản nắn. Việc đến trạm y tế để khám thì với bản thân thì luôn được việc mà nằm ở trạm y tế bài khám sẽ bản thân khoái trở lên con lấy nằm đồng chí cán bộ trạm chiến ba bài nhỏ xung chất lượng dân số mình co bấn nên ba áp bớ mở khơi bên nóng bị khớ bà xê áp bớ mở khơi cháu cả nắng xê mà co ảnh hưởng hóa chất lượng dân số kẻ mình. Điều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của dân số của mình. Thực hiện thức nâng cao chất lượng của dân số thì chúng tôi đã tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Nhỏ xung chất lượng dân số mở khoái cơ hề chiến ba hoạt cần dân, ca bê chế công tác viên dân số kẻ bán, cô nắn xe mì hốc bán, xe mì triệt cần. Đồng nắn ọc xe in kháo nằm công tác chiến ba, bóm năm lần nắm bát ngày kia xà mà là đoạt thế. Mất nọ cần dân mà khám xa bệnh dù trám y tế cơ hề lấy chiến ba trực tiếp, ba mở chất lượng dân số có bên dòng ba ý thức nhỏ xung sức khắn. Nâng cao cái ý thức về sức khỏe. Bài nhỏ xung chất lượng dân số, một cuộc nắm giải pháp lấy trạm y tế xã Tầm Đấu, hệt bay mì hiệu quả xê xuôi tiêu chiến ba hớ cần dân, khám sàng lọc quán sinh. Bài hẹn ọc lái, can thiệp cháu, nấm bệnh tận dù thai nhi, choai dưa nóng nói sinh ọc tập khứn khăn khàng. Ấy Hà Thị Chiêm, dù bán đấu xã Tầm Đấu huyện Mường Mùn, pin ý có hề lấy khớ xì xịp tuổi, phành màn lan thứ song. Doán ba tuổi của hệ sung, nên bà cuồng mất quá trình mì lục, ấy chứ lơ co nhìn to lái khốn hứa sân khình kẻ mình lo lục nói. Lấy khảo làn chiến ba kẻ trạm y tế, nên ấy có hệ đăng ký khám thai định kỳ, dù Trung tâm Y tế huyện, bài lái tư vấn, bọc giòn, nằm thời điểm phù hợp hệ xét nghiệm, siêu âm.
đặc biệt lăng chớ sinh, bài đảm bảo chế độ dinh dưỡng hơ ế là lục nói. Ấy chiếm chớ lơ có lái cán bố dân số kẻ bán, lo chám y tế, mà tư vấn nhiệt tình ba mứa chế độ dinh dưỡng, bổ sung bò xì nhóm chi lào, chất bột, chất đám, chất bì, vitamin lo khoáng chất, chín bò nám, chín viên sắt, vitamin A theo bọc giòn. Mang thai. Chờ mình lúc xe khoái có vấn mặt chám y tế bài khám, mà lo lăng chờ sinh, xe khoái có lại cán bộ y tế khám, hớ lan mà lo làm sảnh áo lan. Chăm sóc cháu. Hết bay công tác dân số, kế hoạch hóa xa hườn, tỉnh địa bàn huyện Mường Mùn xe mì xịp cáo cán bộ dân số xà, thị trấn, lo một hoài xịp hợp công tác viên. Hệ thống cán bộ dân số xà là công tác viên dân số dù ban mường, có hệ chiến ba hoạt cần dân, nằm kiến thức cơ bản ba mươi dân số, kế hoạch hóa gia hườn, bên dòng ba, chăm lắm sức khán di sản vì thanh niên, cải phóng bánh nằm bánh phú khoa, biến pháp bánh bà mì lụng, HIVS, lợi ích kẻ việc hệt bài sáng lọc quả sinh, lo sơ sinh, hậu quả kẻ xia cân bằng giới tính chưa sinh, làm rảnh ao cần dung túi. Đối với cái công tác mà đối năm làm việc giam khám hơ cẩn bánh tan liệt bẩm sinh xây cơ hệ lái khấu kế hoạch kẻ chám mà là chám cơ hệ phối hợp năm lo nằm công tác viên dân số hối cần những quốc bán cuồng nằm bữa xuống bán bảy tổ chức hơi hướng truyền thông tổ chức truyền thông đến đối tượng phụ nữ 15-49 tuổi. Dù sáng nằm kết quả đạt lái công tác dân số kế hoạch hóa xa hườn, dù một số bán mường huyến nhằm xung mường mùn co chuộc bàn nói khô khào thách thức bên dòng bà vẫn nhạc tình trắng mưa khơi áp bờ cháu mưa khơi áp bờ bên nóng bị khớ tỷ lệ sinh lục thử xa mà khấn xê nhằng sung bái thả bàng sẽ nằm khô khào lo nhỏ sung hơn mở chất lượng dân số bóm năm lo nằm dòng hệ chuyên môn kẻ mình trung tâm y tế huyến có hệ lập phành hệ bay nằm biến pháp. Cái thời gian tới để tiếp tục được chất lượng dân số ngày càng được nâng cao. Cuồng thời gian hoa hoa sự vừa khoái có chí tiếp tục hết bay chỉ sợ bảo tàng kể chi cục dân số, giới y tế, ban chỉ đạo dân số kẻ thành, mà là đặc biệt sẽ chú chấm công tác truyền thông, mà lo ao bớ mở khơi, bên nóng vi khớ, việc sinh lục thứ xam kẻ bố mấy bị nóng, dù nhầm cay có bên gió mà tình tráng bà ấp bờ mới khơi cháu. Một ý nghĩa mà là một hy vọng sẽ lăng chờ lấy can thiệp khám sàng lọc dự phòng trường hợp tan lợn bẩm sinh, sẽ quản nắn khám có hẹn ọc cũng sẽ việc dự phòng. Hết ọc lại ảnh hưởng hợp bố mẹ bị nóng, ăn tàn lá sẽ cần phải theo dõi sức khán. Mì thực tan lượt bẩm sinh bà bảo, bấy duy trì nèo. Mắc của bệnh tan máu bẩm sinh hay không được duy trì cái nòi giống. Mứ dân số thế giới bị sọc bản sản xam, mì chủ đề phát huy sự hành kẻ bị đáng giới. Nhỏ sung khoảng ụp kẻ cần nhìn, lo nóng nhìn, bấy giải phóng tiềm năng vô hạn kẻ thế giới một hào. Mục đích nhỏ sung nhận thức, huy động khả do mừng lo hoạt kẻ toàn xã hội, nằm nỗ lực bỏ sần, bấy cần nhìn lo nóng nhìn lái xã hội trao quyền, tự chủ mà nhập chi nhập hành, lo sân khình kẻ mình. Bấy hiện ọc một thế giới giỏi đi hơn, hùm mục tiêu càng mứ càng sung, dù sáng khả do của cửa tròn, ngành y tế, cán bộ dân số, công tác viên dân số, cần sự khóc cua kẻ cả cấp cả ngành, bán mường, doán khảo lăn, muôn hòm kẻ giá hườn, lo khảo lăn mắc hướng tường bên huồm kẻ bóng nược.